Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 52: Không nhẫn không thể thành tựu. Trên kinh Kim Cang nói, các vị có còn nhớ hay không, có một vị nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Đây là một sự tích của Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tu Bồ Tát Đạo ở trong hang động, tu nhẫn nhục Ba La Mật, làm nhẫn nhục tiên nhân. Bảo chúa Ca Lợi Vương gặp được ngài, bắt ngài đem xử tử lăng trì. Tốt rồi, ông tu nhẫn nhục, ta dùng dao cắt từng lát thịt, từng lát của ông xuống, xem ngươi có còn nhẫn nhục được nữa hay không. Sau khi cắt xong rồi, Ca Lợi Vương còn hỏi ngài, ngươi có tức giận hay không? Nhẫn nhục tiên nhân nói, ta không hề có tâm tức giận. Nhẫn nhục tiên nhân có thể nhẫn chịu, không chỉ không có ý niệm báo thù, một ý niệm oán hận cũng đều không có. Đây là hiện tượng của tu nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn. Nhẫn nhục tiên nhân không có tâm sân hận, mãi đến khi thịt đã bị cắt xẻ hết, ngài cũng không có chút tâm sân hận. Sau cùng, nhẫn nhục tiên nhân còn nói, tương lai khi ta thành Phật, người đầu tiên ta độ sẽ là ông. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, người đầu tiên được độ chính là ngài Kiều Trần Như. Ca Lợi Vương chính là tiền thân của ngài Kiều Trần Như. Nhẫn nhục tiên nhân chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói lời giữ lời, nhất định không có lời vọng ngữ. Sau khi thành Phật, quả nhiên người được độ đầu tiên là ông ấy. Nhẫn nhục Ba La Mật không dễ tu, thế nhưng không tu không được, không tu không thể thành tựu. Trên kinh Kim Cang lại nhấn mạnh thêm một bậc, tất cả pháp đắc thành ở nhẫn. Việc này rất quan trọng, nhất định phải tu nhẫn nhục. Đối với người phải nhẫn, đối với việc phải nhẫn, đối với việc tu hành cũng phải nhẫn. Vì không nhẫn thì không thể có được thành tựu. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ni Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.